nào bây giờ Hailey và chồng đi Westminster nữa để thứ nhất là lấy đồ tại Hailey mua đó, rồi Hailey có đặt 15 cái bánh bao ăn cho lòi bằng học, mua 15 cái, rồi sau đó sẽ gặp người yêu của Hailey để đưa đồ cho người yêu của Hailey. Rồi để Hailey lên trải qua Hailey ăn món gì Hailey sẽ quay cho cả nhà xem nha, chứ cái con đường này Hailey đã coi mấy lần rồi cho nên Hailey cũng không cần quay chi nữa nha. Wow, cả nhà ơi, đậu ngay cửa luôn. Ủa, con em phải thẻ không đó mới nói. Of course, I'll leave you the card now. Nine, nine B. Cả nhà nhớ nhớ không, hồi vừa gọi á là Hailey dòng Hailey là ăn chay bên đó đúng không? Đó. Rồi Hailey hứa hẹn với cả nhà là Hailey sẽ trở lại qua kế bên hàng xóm bên đây nè. Ăn món phở Horlick. Đâu rồi, cái cửa tiệm nó mất tiêu, quên mất tiêu. Cái phở Horlick này là cái tiệm phở mà chú Coleman và vợ và cùng với nhân viên tới đi ăn á cả nhà, cái chuyến mà chú đi qua bên Mỹ thăm á. Trời ơi, chuyến đó là thấy ly kế bên cũng không ngờ gặp chú nữa, rồi chú về San Francisco nhà mà chú tới á, cũng kế nhà thấy ly luôn nữa, nhưng mà thấy ly không có duyên gặp luôn á, buồn lắm luôn á đó. Thì đó, thấy ly hứa gì là sẽ làm mà, phải không? Ăn bên đó xong rồi hứa sẽ trở lại bên đây, thì giờ thấy đi sẽ ăn nha, cái nhà cũng ăn nhé đi nha. Đó, thấy không, cho nên thấy đi hứa nếu mà thấy đi được đi đứng bình thường mà hết bệnh nó là thấy đi sẽ đi gặp những ông bà cô chú, ai mà thấy đi có cơ hội gặp là thấy đi sẽ đến gõ cửa từng nhà gặp luôn á, thấy đi hứa luôn á. À, tại thấy đi rất là mong muốn được gặp ông bà cô chú luôn á, ông ngoài đời á, thiệt á, ăn một bữa cơm đơn giản ấm lòng thấy đi cũng vui nữa, mong có ngày đó à. Hôm nay thấy đi ăn mặc đẹp gì nè, ăn mặc đẹp gì nè, định gặp người yêu mà người yêu của thấy đi lại xù thấy đi một lần nữa, cứ xù hoài vậy đó, hỏi cái nhà buồn không, nên Hailey không muốn gặp, hẹn gặp nữa đâu. Bả mà muốn gặp Hailey á là tự lái xe xuống gặp Hailey nha. Bà nhớ nha, bà nhớ nha. Đây là không gian của nhà hàng nè cả nhà. Hình như nhớ là chú Coleman ngồi ở đây á, nhớ là vậy á. Bây giờ là ngồi là có miếng kiến vậy hết tre vậy nè. Đỡ vậy đúng rồi. Mùa Covid ăn cực khổ, ở nhà đi shopping cũng cực khổ, nó phải xếp hàng, đi chợ cũng phải xếp hàng, làm cái giống gì cũng xếp hàng, ghi chán, không làm gì chứ. Mà bên này gió lạnh. Dạ, ngồi đâu cũng được ạ. Ngồi đâu cũng được ạ? À? Dạ, ngồi đâu mà đừng có gió anh. Anh không gió. Dạ, trong đi chị ạ. Xe giống mình kìa. Yeah, we'll do that too. Yeah. Oh, guy. Trời ơi, ăn gì mà cho tiền thiếp có 1 đồng vậy? Đồng sao mà sống? Thời buổi này ăn mà cho có 1 đồng mà trời. Thiệt luôn á chứ. Bữa nay ai ngồi đẹp trai dữ vậy? Thiệt, nó không phải mình nó xấu mà ăn thời buổi này mà sao cho có 1 đồng vậy? Họ thời mười mấy năm trước mà còn 2 đồng mà thấy ít rồi giờ. Hình như 2 mấy năm sau mà cho 1 đồng mà trời. Cái mát thì xài cũng tiện cả nhà. Nó xài xong cái mình xếp lại. Xong cái mình cũng có thể cuốn lại nhìn.
khỏi bớt. Lấy thuốc nha, một chút uống. Lấy thuốc nha, chút uống. Đồ của ta. Tưởng nó không có đêm nhưng mà chúng mình có đêm. Không, anh tưởng nó nguyên một cái can nhưng mà lại trong một cái ly. Đưa quay cho mẹ mình. Thế Liên ăn thì phải cởi áo ra. Tại áo này là mới mua luôn và rất là đẹp, cho nên Hayley không thể nào cho nó bị dính. Hayley mặc đồ rất là kỹ lưỡng luôn cả nhà, cực kỳ kỹ luôn. Quần áo Hayley rất là sạch sẽ. Ngồi tới nắng như này nó cũng ấm. Dạo này thấy nó đi dạo. Để coi cái phở này ngon không, mà nó để là phở hơi lực. Phở bào viên. Can I get a fork cho một cái nĩa? Ngon á, từ đó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn phở mà được cái tô nhôm. Ha ha. Hồi đó thì chưa bao giờ ăn phở bằng cái tô này. Tại dịch tới vậy. Vậy hả? Thấy là lạ. Hồi đó thì chưa thấy ăn bằng tô này. Chưa bình thường tô sứ đâu mà này. Dạ đúng rồi. Mình qua cả bên. Hả? Không ăn hành nữa đâu. Hello anh. Anh lớp sẽ ở rồi, anh nhìn mình ăn đi. Hả? I did earlier. The sanitizer that was out there. You want me to break these for you? You got it. Oh, look at this special lemon. It's in the new Asian style. Ăn phở phải có rau này mới ngon nè. Rau này nữa nha, ngò gai này mới ngon nè. Trời ơi, nhắc tới phở, phở với ngò gai. Đó là một bộ phim Việt Nam đầu tay luôn của Việt Nam mà gia đình nó đi với ba mẹ hay đi coi phim Việt Nam á. Gọi là Mùi ngò gai á. Việt Nam truyền hình đó, cái nhà có coi không? Phim đó là của anh Thành đóng. Fifteen has brisket, flank, fatty flank, tendon, crunchy flank pho. I don't see any of that. Thấy nó nhớ người diễn viên nó tên là Bi. Tên Bi chứ không phải là diễn viên Bi. Tên Bi. Yeah, so do you. Yeah, I was like, I already put everything in it. I'm sorry. Sorry. I didn't eat it yet. I just put like all the veggies in. It's yours. Okay. Chết rồi, lần đầu. Còn quái còn rau ở nhà ăn. Rau này đã luôn á. Rau mắc tiền nữa mà cho nhiều vậy là sướng lắm luôn. Yeah, she got all my veggies though. Yeah, okay. Hỏi thêm anh. Đúng rồi, làm lộn cái trong khi để hết rau vô tô kìa. Giờ rau tô này không có miếng da. Vậy mà còn nói cho rau rất là nhiều. Thank you. Ôi, xin cho thêm một đĩa bự luôn. Nhìn này, trời ơi, ở nhà ơi, nhìn cái đĩa nè. Đó. Đó. Ở đây là ăn đống rau luôn nha. Không có tiền rau nha. Mà một dĩa là mắc tiền lắm chứ bộ. Rau mùa đông á, mắc tiền lắm luôn á. Ở tiệm này không có tiền rau. Còn mấy cái tiệm kia là tiền lắm. Ủa,
Wow, what đang attendant? Lạc đá luôn. What attendant? No, thank you. No. Thiệt luôn á, cao đá luôn rồi. Cái tô em thích thành xá thịt luôn á. Tô thấy lì nó thành dao xá thịt. Veggies are good for you. Nhưng mà anh đâu có ăn nhiều đâu, anh để vô cho có vị thôi. Đấy đi. Yeah right. Thường ngày anh ăn anh ấy đâu có ăn đâu, anh để cho có vị. That's good. That's a really good. Very beefy. They have really big bone too. Like one of the steak that I didn't order. Cái hột gà kìa, anh order hột gà kìa. For what? Quay anh nhìn vui ồ I'm good. I'm not a fan of the big pho, but here it's been made it good too, so. I wonder if I should get tofu one. What's that? Bone with meat. Try it. Mine doesn't have meatball in it though. Huh? It doesn't have meatball. Right where I'm now. Come here. Where'd she go? Nước phở rất là đậm đà. But there's no extra meatball. No extra meatball. Yeah, I ordered extra meatball. No, it's okay. I still want to know. Oh, no, it's okay. It's okay. Okay. Am I missing it? Oh, you got một miếng đây nè. Chắc một miếng hả? Yeah. About that yours, got you. Của em là big ball không à? Của em là special, just big ball. Order thêm một chén đi. No, được rồi. I just steal yours. Em còn gì ăn nữa. Em là just only meatball. Okay, I have one meatball. Look, em có 2 miếng à. Okay. I don't have meat, I only have meatball. If you steal my one, eat. Let me see how I feel at the end. Chén của bà là uống nhiều. I know, but I don't want to be too cold. Eat sandwich later, right? I eat with you. Okay.
This is super cực kỳ nóng. Hả? This is super cực kỳ nóng. What's that mean? It's super hot. Is that good or bad? It's okay. I think mine is the perfect temperature. I hate it when you eat pho and it's like cold. I wonder if they sell frozen meatball here. Like to go? Like a lot of restaurants, they sell on the side. Yeah. Now you just remember to bring it each time. You know, pho here actually tastes like pho. There's a soup. Okay. Soup's very good. Cho mình là bỏ, cho nên mình bỏ tội nó, gán gần cho hết. The restaurant in my mom should work at the Vietnamese restaurant downtown San Francisco, and they reused it. That's nasty. Yeah, told me that story. This is COVID time. I don't think they reused it. No, I'm talking about in San Francisco. No, I know. And remember, okay. we were in LA one time. There's a restaurant. I don't go for một lá rồi. It's okay. Ăn được không? Okay. Don't eat it, just leave it. Thank you.
Hết luôn. Hết luôn. Nguyên một tô hết thịt tàn là dao không? Trời mấy đâu thật bỏ. Cái gì? Ướt ủng anh. You don't get sick eating. Nguyên một câu toàn là dao không đến nhà nhà nè. Dao không? Dao. I would give it top 5. Top 5. Dao top 5. Giờ nhìn là dao không thấy phở. Ready for seven? Ready for sunny. I think as soon as you can walk, right? Dude, I definitely need some dessert after this, man. No milk tea, no nothing, dude. Bé quá đi, mẹ mới vừa lành bệnh, em có con nữa, em bị bệnh nữa thôi. Mẹ bỏ đi, bị better recover nên bị thêm lần nữa. I don't think so. I don't know, it's up to you, you're just like, you can do this for some of your shirt. Nói doctor còn không biết được bệnh này em nữa đâu, sao anh đón được. You want crepes and stuff? And macarons? Huh? Look. Looks so good. It's like Japantown. Okay, am I gonna make the whole? There's milk tea there too. Is that right? How about I get it and you just chill? Yeah. Is that right? Look at that. Oh, it looks so good. Yep, good cookie. Luck with diet. Hey, we're out, dude. We have to spoil, you know? You can get like a plain crepe, I guess. Fried ice cream? Oh my god, let's go here. It is 5 minutes from here, yeah? Yeah. Ôi, mình để ăn nó xong rồi mình cho bóc đồ hay là cho bóc đồ để ăn? I don't know, what do you think? Yeah, drop off and then. Nó giống Việt Nam. Nó xíu xíu à.
không phải ở chợ bự quá bự. Thấy được khoái phở đây nào, nước da Việt Nam cả nhà. Mùi phở đậm đà, cái cọng phở nó rất là nhỏ, y chang Việt Nam á. Thí dụ nhớ mãi phở Sài Gòn nó nhỏ hơn là nhỏ cái cọng bún á, cái cọng phở. Còn cọng phở phải đi mua ở chợ á, nó bự quá à. Thấy không thích ăn. Chứ là bún gì nó thấy như thế nào, bún nhỏ 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 à. Mẹ nó đi bỏ khóa ăn bún bự, không biết sao, bún bự người da ai nữa, thấy là thích ăn. But my mom could taste them and my sister. I'm from Bo, yeah. It's too much. How many? Sure. Mm-hmm. Should I pay right now? Mm-hmm. You got money? Mm-hmm. Can I get it? I shall get it. It's in your purse, right? Trong
biết bao lâu rồi mới ra ngoài đường ăn được rẻ như vậy cả nhà ơi. Ngạc nhiên luôn, có 18 đô rồi cả nhà ơi. Sao mà rẻ dữ vậy, có 18 đô à. Mà nó ngon mà nước người ta không có tính tiền. Oh my god, nhà hàng này thấy đi cho 5 sao.